tung chạy ra một cái quay lên cho mấy khước luôn á. Đó, thấy chưa? Ôi, ê, bự dữ lắm, bự á. Từ. Chào anh em, hôm nay là mùng 5 Tết nha. Anh em mình đi khai cần đầu năm. Chúc anh em năm mới nhiều sức khỏe, câu được nhiều Hugo nha. Đây là dàn vũ khí hôm nay mình xách đi đánh. Chở một vỏ vậy nè. Sẽ đánh mồi nha. Về 10 phần trùng biển nha các bạn. Giờ mình ra tới sông lớn rồi nha các bạn. Vụ vàng ngô của chúng ta thì đang tiến hành thay da lặt rau, chuẩn bị bữa cơm. Hôm nay có rau gì? Mắm kho nha các bạn. Mắm chân chứ, mắm chân. Vừa mới chừng quăng cần xuống nha các bạn. Giờ chờ cá ăn thôi. Trong thời gian chờ ăn thì giờ đói bụng quá, mình ăn cơm ha. Cơm này là mắm chân của đầu bếp Trường Giang Ngô. Cá lóc, rau, dẩu Coca Cola. Biển cơm thôi. Ăn rau này thì mình có rau thơm, salad, chuối chát, khóm, trồng rối lại ha. Đây mình chấm, đây là nước của mắm kho đem riêng ra. Này đặt, không giới thiệu nhà, nhà tự nhà làm luôn, chân mắm luôn. Mắm lóc. Mình ăn với cơm trắng là thôi thầy luôn nha các bạn. Quá đã. Nhìn nó hấp dẫn nhưng mà cái mùi nó hấp dẫn. Chúng ta lên cá ăn các bạn, mới vừa ăn bay ra đóng cái bạc. Mình còn nhai. Mình còn nhai cơm luôn. Đang cơm không yên. Ngọt nha các bạn. Nó bị lớn đây. Mọc. Thấy cái bụng không? Mọc từ đầu tới đuôi. Cá ăn nha các bạn. Đóng. Đúng không? Có cá. Mà. Còn hủ vàng ngon ta lên cá Úc. Rồi thêm một cái bịch nữa. Lẩm bịch gom gác dục luôn. Đừng dục không xong. Rồi. Cốt nó đều hơi ghê rồi. Xách lên cái vậy, xách lên coi coi. Xách gần ở đây nè. Rồi. Chơi ý thì khôn quá. Đá một cái là buông mồi. Xuống cái nữa là đóng luôn nha. Cá người ta ăn dưới đầu lưỡi ăn lên, còn này nó ăn từ trên ăn xuống không? Chạy.
kịp quay. Dính nè. Dính nè. Nghĩa ơi, thứ dụng nha. Có không? Còn cái nhỏ xíu. Còn nè. Đó, chạy xe xe nước đó. Sắc bụng. Có quay không? Có. Cá không có mắt các bạn ơi. Bên kia đâu? Bên kia nè, mắt nhỏ xíu à. Thôi tội nghiệp nó quá, không xanh ơi. Nó đã tội hơn mấy con khác, không thả nó đi. Đâu à? Không dính mép. Ồ thả xuống bờ cái díu. Có quay đi không? Thủ cái giang hồ chúng ta lên cá dưới rất là to nha các bạn. Nốt luôn à. Nút lưỡi luôn. Đây con xem. Ugo. Rồi bỏ xuống đi. Cần thủ Giang chúng ta mới lên cá nữa nha các bạn. Đang đánh gần xuất miệng. Đang đánh gần xuất miệng. Giang thì nằm giỏng chuẩn bị liêm diêm. Lên cá dứa. Không ai quay hết trơn. Cá dứa nha các bạn. Còn hơn 1 kg. Có cần thì cần thử thì với nó người ta không tin đúng không? Rồi. Đừng ngồi tóc đuôi luôn rồi. Da nó sáng quá. Lật cái bề lưng thấy nó tròn mới biết nó bự hay nhỏ chứ. Nhìn ngang là không biết nó. Rồi giao lưu với già anh em bên Tiền Giang. Đây là chiếc nhà của anh hiểu ở bên Tiền Vang Giang ha. Chú hợp cường 5x. Giờ là tới tiết mục anh em mình sẽ giao lưu. Này là khô cá gì anh? Khô cá sặc à? Cá sặc lò xo. À, cá lò xo này. Đây là khô cá lò xo. Cái giờ mình lay ra vài lon. Đây là đầu bếp chính của chúng ta. Thôi nữa rồi. Cái quảng cáo. Dạ luôn. Ok luôn. Ok luôn em. Dạ. Đây là anh Tiền Giang. Dạ. Cần thủ Lê Hiệu. Đây là sẵn dịp đầu năm anh em mình giao lưu với nhau luôn. Ok. Thành viên mới của câu lạc bộ mình các bạn. Anh ấy đang rất là tích cực. Bao. Giờ tới tiết một các bạn. Đây giao lưu cùng các anh em mới. Giờ mình chuẩn bị đón thêm một ghe của anh Hùng và anh Thông nha các bạn. Hôm nay là đại hội gió lâm nha các bạn. Rồi em. Cái ghe thì nhỏ, còn ghe thì to. Rồi quá luôn anh em ơi. Em đây là cần thủ với tàu thông nha các bạn. Để lên xuống ngồi cái đó. Rồi mà anh em ấy, lên. Rồi.
Vô qua thông. Ê, ở đây đi công xuống sao mà lên ngán rồi nha. Mình đã quen lấy cái nhỏ còn nào không quan thông nè, ngồi cái đây đi luôn đi. Không rồi. À, giờ anh Nghị cần thủ nghị chúng ta lên cá. Đây là cá biển. Đây các bạn xem nè, đây là cá lạc nha, đây là cá lạc. Đem vô là nó chuẩn bị nó guốn một cục lại đây các bạn xem. Ê, không có lạc. Rồi vô chổng ăn luôn. Lấy móc lấy cái. Bắt nó. Ủa nó là cá lạc á hả? Lạc, nhìn cá lạc chi thấy nó giật mà không biết cái gì. Đây là con cá lạc nha. Ngộ ngộ. Mới thấy luôn á. Đây con cá lạc thịt nó rất là cứng. Hàng hiếm nha. Hàng hiếm nha. Rồi, được rồi. Câu rê mà vẫn dính nha mấy bạn. Đây là cái đầu của nó. Cắn nè. Cắn không? Em giờ cá bắt đầu ăn nha. Anh Phúc cần thủ mới, anh chị nhập. Không, có lòng bộ. Giờ anh đỡ của chúng ta đang rất là tích cực. Đang ngon thịt cá nha. Nói chuyện không cho nói luôn. Không biết mình không đọc rồi. Đóng đi. Cá ăn có dấu hiệu ăn nha các bạn. Tôm hả? Cái gì ở mặt nha. Bố. Cái táp và Hugo. Giờ anh đỡ chúng ta lên một con cá phèn. Ừ đúng rồi. Người ta. Cá phèn, cá phèn. Đó anh đỡ, dở lên anh đỡ. Từ từ. Dính cá rồi kìa. Dính. Cá ngát. Cá ngát, đảng coi chân, coi chân. Anh đỡ dở con cá phèn lên đỡ. Đây là anh đỡ chúng ta lên một cái phèn, anh Phúc chúng ta lên một con cá ngát. Hai anh em song sát luôn. Rồi em. Hôm nay giờ 3 giờ sáng. Em mình thì câu mớ tôm này giờ bắt đầu nấu cháo tôm ha. Với cá phèn. Hấp bát cháo nửa đêm. Thuyền trưởng ba Châu chúng ta đang tiến hành lột tôm. Ôi da. Mình tưởng ba Châu chơi bạo lực quá. Nhưng là tôm mình câu. Phải còn nhiều lắm rồi. Đây là con trùng lá nha các bạn. Điều gọi là hà đỏ hay là sơn. Bỏ xuống nha, cho nằm xuống. Đây, dài rất là dài. Đây là trùng biển nha các bạn. Nó cũng có chân giống như nhau vậy thôi. Để vô so sánh luôn. Rất là giống nhau nha các bạn. Nhưng mà trùng biển thì nó nhớt. Nửa đêm nha các bạn. Kịp cháo tôm này nha. Mình chấm với nước mắm ha. Đang nóng nửa đêm mình gắt con tiêu vô. Cá phèn thịt tăng phiếu luôn. Đã béo. Bà chờ ăn con tôm kìa. Chấm miếng được mắm đêm ha. Ngon. Rồi. Hủ đỡ chúng ta vừa lên cá nha các bạn. Hạ đọt xuống, nhả bên tí. Nó lên tới rồi. Từ từ. Ồ, cá bự lắm luôn á. Rồi, chúng ta trong ta đang lấy vật. Rồi, rồi mở đèn lên. Chưa từ từ. Rồi, đi tiếp vô. Nó. Liệt kìa. Các bạn. Hồi tối. Có loại cá lăng rồi gì nè anh ơi. Nhá em đi ăn chút. Thôi rồi. Xíu vô. Kéo vô. Các bạn.
gọi đèn ngay cục chì vậy. Ờ, cái hoa sa bự không nội ơi. Không bự chứ đó. Tiếng quỳ giật. Vô, đừng có thiết sát cầu đi. Từ từ nè. Một em wow. Wow, con lẩu đỡ chúng ta lên cá ba sa. Không có tật, con đặt. Ngày mai chúng ta đã có nồi lẩu rồi. Yeah. Mà hơn đỡ. Đỡ xách cá lên đỡ cho anh em coi. Đây, từ từ. Ờ, nó mập lù luôn. Để ăn chân vô anh đã. May có lẩu em tay ơi. Trời ơi nó bự hơn quần chân anh nè. Thấy chưa? Đây là cá ba sa nha các bạn. Rất là mập. Quần chân quan dài 43 đó. Dễ hiểu rồi. Đây. Các bạn, mới đóng cái phạt. Dưới này đó mới định xuống á. Hạ đọt xuống xíu anh hiểu rồi. Quá anh hiểu rồi. Mình sử dụng máy 8000 nha các bạn. Không chờ rồi. Tới đợt 2 luôn. Đợt 1 quất luôn. Mất chị, hai chân từ này ăn. Ừ. Rồi, cá chuẩn bị lên rồi. Thấy chì mà chưa thấy cá nha các bạn. Rồi chuẩn bị. Đỡ. Gọi đèn ba chấm. Cá ngát nha các bạn. Ủa ba xa. Em ba sa lên hàng cho đêm. Anh đỡ cho anh Hiếu ơi. Ôm cọc kẹt ơi. Yeah. Lên hàng. Đẹp luôn. Nè anh có cá ra đây. Đây là con cá ba sa mới vừa lên nha các bạn. Đánh bằng máy Sagagosa. Tải chì 300g. Cá nuốt lưỡi luôn rồi. Nuốt luôn quá. Thôi bỏ háo rồi ha. Anh đứng trên đây nè. Mới vừa quăng cần. Gọi đèn cho anh em. Bấm mất nữa cho nó sáng lên. Bấm mất nè. Bây giờ giật. Bấm mất nữa cho nó sáng. Bấm mất. Đỡ giật cho em. Lù vô bạn. Cái dứa bự chà quá luôn. Trời ơi. Cái dứa chà quá luôn. Cái dứa. Trời ơi cái dứa. Trời ơi cái dứa. Yeah. Cá dứa nha các bạn, này là cá dứa nha. Ờ nó dài cả mồi rồi. Đẹp cực kỳ. Trời ơi con cá dứa nội cha ơi. Yeah. Bạn ơi, anh Hiếu lên cá nữa các bạn ơi. Ủa cái giật đâu vậy? Mỗi mùi hả? Lên không? Tôi thấy nhẹ rồi. Đó, nó dãy đó. Nó dãy đó. Dính rồi, cái dứa. Dứa nữa đi. Ủa đói, đâu có đâu. Rồi, xỉ mất tiêu rồi. Nó mới quẩn cái mà. Rồi, vô rồi các bạn ơi. Nó mới mắm rồi nè, nếu rồi. À. Vô rồi. Ngày cá lên nhanh em ơi. Mặn ngày. À, cá là. Xiết bên lại, cá bự. Xiết lại. Khóa pin cứng luôn. Khóa pin cuốn mà nó vẫn còn hả? Ừ, đậu quá này lại kìa, nó lại xuống kìa. Còn không hay dướng rồi? Còn em ơi. Lên không?
À, dướng rồi. Quay nhiều lắm rồi, vô nhiều lắm rồi mà. Dữ lắm rồi. Trời ơi. Tiết minh cứng lại nè. Cứng hết mất luôn. Qua cứng gì lắm rồi. Đó là đây. Có không? Rồi lên này, lên này. Lên này, lên này. Kỳ quá em ơi. Kỳ vậy? Con. Lại con. Con cá bự, cá bự. Từ từ từ. Xíu rồi, được. Xa bên ngay xíu, xa bên ngay xíu. Rồi, rồi anh đúng rồi. Nó lên lên mặt nước rồi. Từ từ. Hồi nãy nó dướng lại luôn, nó lị lại luôn á. Nó cự lại. Nó cự lại đó. Từ 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 nè. Dễ chảy khúc mà. Từ từ thôi nha. Bên là chết mẹ rồi. Né mà né nép đập đập đồ cần quá. Chết 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 rác rác rác. Được rồi, được. Qua luôn. Bà, đừng qua quá, đừng qua quá. Rồi đó anh qua đó. Cho chụp con đó coi. Qua. Giờ tới đây. Rồi rồi. Cây giấy vô coi. Quay luôn được anh ta ơi. Ờ quay luôn mẹ nó, né lục bình vừa né vừa quay luôn được rồi. Ở chết luôn rồi. Chia buồn cùng anh. Ờ cho lên cá khúc 95 đá bù giờ các bạn ơi. Cái gì chị? Còn không? Chuẩn bị lên. Khúc 95 đá bù giờ. Gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Nếu chuẩn bị giật. Chị cột lại á, chị để riêng cho em á. Chứ thôi nó lấy của em à. Mình đánh máy Soroco ít cấp 8 nha các bạn. Nè nè coi. Coi bắt cá nè, coi cảnh bắt cá nè. Lên lên, con này bự à. Coi cảnh bắt cá nè, dính cá bự nè. Nó ghim nè. Từ. Nè nha. Đang giật nè. Đó, vô, cái vô chà bá luôn, trời vô, ơi. Từ. Thấy không, Dớt, dớt. Thấy không? Ở dưới các bạn, hút 90. Đá không? Đá bù giờ luôn. Đó, dính cá kìa. Trời ơi, con cá dứa hả? À. Này sóng gió nhiều quá các bạn ơi. Dạ anh em tụi mình tấp vô bãi mát để mà tắm rửa nghỉ ngơi để tới chiều mà đánh tiếp nha các bạn. Điểm rất là mát, rất là lý tưởng. Bãi cát luôn. Không nước vô. Giờ thuyền trưởng Ba Châu chúng ta vẫn không quên là thả những cần tôm xuống. Cá ăn nha các bạn. Rồi ôi, chá nắng rồi, ngược nắng rồi. Đen thui rồi. Kệ cứ quay đi. Hồi nãy nó tung chạy ra một cái quay lên cho mấy khước luôn á. Đó, thấy chưa? Ôi, ê, ê. Ừ, lắm, ừ. Từ. Từ vô bún nhỏ con cá là chưa chịu lên liền không? Đang chơi nó cúp kệ. Mà chích chào vậy con. Trời ơi, đang nấu nồi lẩu bỏ khác. Tắt bếp đi mình bên nhau. Bếp đi, tắt bếp đi. Trời ơi, nấu nước lẩu xong rồi. Lên là dục vô luôn. Từ từ để chơi. Giờ biết quay cái gì giờ. Cái đọt thì đang thui thôi, quay mặt người đi. Tao mặt cần thủ cái thí an đi. Nước đây thật thù.
Còn phản đúng không ba Châu? Thấy hết phản chưa? Lai là Tây Vin. Giờ nó không lên đây nè. Bắt không được nữa là dẹp Tây Vin luôn nha. Còn ngoài đó trống lỏng mà, dướng gì tại? Chui hang à. Không phải dướng nó mà dướng gì à. Nghi quá, chết mẹ nó giống gì ta. Giá nắng đen thui luôn rồi. Nó tung chạy ra lên không? Lên. Nó một phút luôn quay được bảo vòng mà. Đây là tư thế quen thuộc. Giả đang xem các bạn. Chọc nó vậy á. Nó giống vậy trời. Chứ nó có gì đâu dương. Nó lên nhẹ dữ lắm. Giờ nó không lên luôn rồi nè. Để con xử lý kìa. Thôi chờ xíu đây. Để mẹ đi xem. Giờ bắt con này xong đổi trụ luôn được á. Nãy nó còn xuống gì mạnh lắm luôn. Còn lâu nữa hả? Mệt quá rồi các bạn ơi. Nhờ đổi qua thuyền trưởng Ba Châu nha các bạn. Nãy đá nó lên dữ lắm, lên luôn á. Giờ vướng rồi, chắc chắn như có vướng rồi. Chỉ tội kiểu đó cá ăn rõ ràng. Gan đóng liền một cái bực nặng, quay nó tung chảy gan cái lên liền một cái khúc luôn á. Giờ nó im luôn hả? Chắc chắn là con cá. Nó không phải nó im như hôm đâu, tại nó dài chạy tung chạy một cái ọt luôn mà. Sao trời chết luôn. Cái gì tiêu luôn. Không lên luôn quay ơi. Cá nó ăn giờ mình phải xả ra cho nó neo chạy tụt xuống tuốt dưới nha các bạn. Bạn tưởng Ba Châu phải lên tận mũi để chịu nó lại. Bị vướng chì ở dưới rồi. Ở chừng cũng như neo á. Nay ngạt cái ngày gì á ta ơi. Qua nay con giận con nữa. Chết luôn à.
đầu đóng một cái nó sượng cứng ngắc là nó gục xuống không, nó dính cá rồi quay lên tưởng nó, anh tưởng cá nó chạy thêm một chút, tưởng cá nhỏ thôi à. Cái tên rất là đẹp. Đây là hành viên mới nha bạn. Các bạn nhớ tên này nha. Bớt dìm đi nha, biết gì bớt dìm nhau đi nha. Hôm nay đang làm tội rất là chuyên nghiệp. Xuống cần tư thế rất là dữ dội, chuẩn bị xuống mồi để hên lên nghe các bạn. Bây giờ mình đánh bông lau nha các bạn, lũ vô bờ đánh bông lau. Quýnh được không? Được, quýnh tay tái quýnh luôn cho quen. Chuẩn bị quýnh lên đọt dừa nha các bạn. Hoài. Tay. Đổi tay quay. Quýnh xong em đổi tay quay cho. Đổi tay quay hả? Căng nha. Tay. Cứ éo cái là dưới cái sẹt nè. Đúng rồi. Thì đi có lên tay cục ngồi không? Đi coi còn cục ngồi không nha. Càng dữ hả? Cục chạy cục chì nó bự nên gớt cái nó đụng cái nó nằm liền á. Chịu lên cái vài phát nhẹ nhẹ là được rồi. Để cho nó xuôi luôn. Giờ anh em mình chuẩn bị kéo lên bờ nha các bạn. Mình mở bạc ti trên bờ, tắp vô. Ây da. Rồi rửa bằng nước nào vậy? Nước bình á. Có cái thao. Rồi rửa nước đó cũng được, rửa sơ nước đó. Okay. Ở giờ sống lâu mà em còn không sợ giờ. Này, thuyền trưởng Ba Châu của chúng ta đã dọn được một cái ổ bên kia. Cho một cái nắp đi nha. Nắp kê chứ nào để cái nồi ổ luôn. Hả? Bưng bỏ, nó nóng lắm. Bỏ đây nóng bình thường. Bây giờ nó nóng tay lắm. Bên hai bên đó. Miner của anh Phúc méo nhằn các bạn. Rồi đây phụ cho. Xong rồi dọn này qua đây. Đúng bên Tiền Giang. Rồi coi lên đi, nhúc đi phục vụ nha, lên đút cho men luôn. Giờ quay thì đó nhịn ngán chịu ha anh Châu. Thôi chứ kỳ á. Giờ qua đây em quay cái lưng lại đi, cái nắng. Nè quá đây nè ngon. Lên bờ. Bọt nhóc luôn ba Châu ơi. Nè ở đây nè, ở chỗ chân gian nè. Bọt nhóc luôn ba Châu ơi. Đây là bạn của anh Phúc nha. Quay rồi. Đây là anh Phúc. Phúc méo. Mấy anh chúng ta đang live stream rồi.
không à? Còn mà con báo tử quá trời ơi. Đây nè. Báo tử đây nè. Biết luôn. Thôi. Bự luôn. Dứt không được rồi. Vậy còn gì bằng đấy. Hai đứa em. Thank you.